Xin chào mọi người đang xem kênh Diệu Anh TV của Tiên nha. Hôm nay thì Tiên và mẹ Tư sẽ làm món bún chả cá mòi. Đây mọi người thấy trái khóm không? Trái khóm bự tôi luôn. Trái khóm bự sắp bằng mẹ Tư luôn rồi. Hồi ở trái khóm này là 9.000 won nè, 9.000 won nè mọi người. Bự trời ơi, mắt này mắt nấy như mắt trâu vậy. Đây nguyên liệu của mình: chả cá mòi, chanh, ớt, gừng, sả, rau thơm, hành, rồi rau muống bào, bắp cải bào, giá. Nhìn gỗ rau là thấy ngon rồi đó. Rồi bây giờ mình cho hành với tỏi vô mình xào. Cho cả vô. Cho cà tím vô nữa nè. Ý, cà chua. Rồi giờ mình gọt trái khóm khổng lồ của mình nè. Xào nửa chừng quên còn khóm. Lấy khúc này là nấu xỉu rồi. Khúc này ăn chắc 8 tháng mới hết. Đủ ngon hết biết. Ăn từ đây tới mùng 1 Tết luôn. Cái khóm này nó ngọt. Rồi mình bỏ khóm vô. Rồi mình chế nước vô nha. Thả củ hành vô cho ngọt nước nha. Đó mình vớt ra. Rồi bây giờ mình chuẩn bị xào cá mòi nha. Cho hành tỏi vô xào. Giờ mình đổ cá mòi vô nha. Đảo nhẹ thôi để nó bẻ cá mòi. Cá mòi ba cô gái. Đó. Giờ mình chưa lại mấy khúc mình để lên cá. Còn như mình bỏ vô trong nồi nước lèo. Tô ba khúc đi. Vớt xả với vớt lá củ hành kia. Nêm nếm. Mình cho cá vô nha. Ủa sao hồi nãy chả còn có ba khứa vậy mẹ? Dạ. Trong quá trình nấu nó đã bị hao hụt quá mọi người ơi. Phải. Cái kia để lại lát để trên mặt. Thục két, thục két quá rồi. Nó như chảo cá ba hộp. Cá mồi ba cô gái giờ còn ba khứa đúng cho ba cô gái luôn. Vô đây. Đường 2 muỗng đường hay gì? Hạt nêm. Bột ngọt, nước mắm nhỉ, muối vô. Ôi vừa ăn ngon quá rồi nè mọi người, tuyệt vời. Chung tặng nghe, bỏ vô tô bún. Mình chiên chả nè mọi người, chả bên Việt Nam thích quá nè, nên giờ chiên lại cho nóng nóng ăn cho đỡ lạnh miệng. Mình cho cà vô cái nữa là ăn nha. Nhưng mà đông về tới rồi nè. Ông đang ăn ốp bánh xa. Ông đang ăn mà nhà cái này nè, giải. Giải. Ăn đạn giải. Rồi ấy đi bắt đầu. Giờ mình gấp bún bỏ vô tô quá nha. Gỗ rau của mình nhìn ngon nè. Bỏ giá vô. Rau muống nữa nè. Bắp cải luôn nha. Rồi bỏ cá vô. Cá mồi. Chả luôn. Đúng là chả cá rồi. Vừa có chả vừa có cá. Bỏ hành với ngò gai ra. Ớt. Rồi bỏ hành vậy. Rồi ớp lại mình rưới nước lên ha. Trời ơi, một tô đúng ba khứa. Tô đúng được có ba con. Ba người chín con không dư miếng nào. Rất là chi tiêu hợp lý và tiết kiệm, không phung phí. Châm ngôn của chị Tư là không phung phí đồ ăn. Người ta ở mấy nước khác không có ăn, mình có ăn thì mình nên tiết kiệm. Đó, nên là mua đúng 9 con cá là 3 hộp, cá mồi là 9 con. Cảm ơn. Là mỗi người 3 con, 1 hộp 3 con. Qua đâu ông nhìn ngon dữ, ông thèm lắm này. Ủa nếu mà sai cú xung đầy kìa 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 kìa. Ông nói trời ơi, bữa nay ông được ăn bún, ông thích quá trời. Lâu lâu ông được ăn, ông thích. Thấy thích dữ lắm. Yêu 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 điện coi chứ.
아무도 안 줬어? 그냥 가람만 났어. 까냥해. 매워요. 어, 이렇게 찍는 게 좋아하지. 오, 마 ngọt ha. Không mà không không ăn cay được. Mà ăn bún thì phải bỏ ớt. 여기까지 마. 오빠 매운 거 안 먹잖아. 안 먹는데. 그래서 이렇게 먹는 게 매콤해도 참고 먹는 거지. 이 mà như vậy ăn được. Mọi người thấy đây vô lý không? Không ăn ớt được. Nhưng mà ớt mà bắp cải luôn, hằng상 이게 들어가야 돼. ớt băm ra kiểu này mà bỏ vô phở là gán gán chịu cay đắng để mà bỏ 2-3 muỗng để mà ăn cố cho bằng được mới thôi. Vậy là có thực sự không ăn ớt được chưa? Thì mình bóc phốt mà đông mới được. Nhưng mà ăn vậy cũng đúng. Dạ mình trộn cái tô bún quên mà đông lên à. Trời nhìn ngon quá. Nước đang sôi bỏ bỏ vô cái ba cái giá với gà muối chín luôn. Ăn ớt nữa không anh? Cho chút coi. Mời mọi người cùng ăn bún chả cá mồi chi tiêu cân đói của mẹ Tư nha. Trời ơi, thấy không? Gùi không có chỗ cho mày đâu Gùi ơi. Ba tô là vừa đủ ba tô. Không có tô thứ tư. Anh nhìn vô ghi giờ gì? Ở đây thì chịu, còn có vô tô thì không chịu nha. Nhiều lắm rồi đó, cay đó. Mẹ hả, mẹ hay miếng ha. Được chưa? Bỏ vô đây miếng nè. Miếng nè hả? Ừ. Ăn hồi xưng cái mỏ tao nó như bơ môi luôn. Ngon. Ngon rồi. Ăn chanh đi chưa? Ăn chanh vô chưa? Ăn chanh vô đi. Mẹ ăn chanh mẹ ơi. Vừa ăn mà không đặng. Dạ hả? Ừ. Còn nhận miếng thôi. Ngon mẹ. Gì vậy? Hơi dễ rồi ngon rồi. Ừ. Obama thích xây á, ông mua được bộ nè. Aja, ăn mua cái gì vậy? Chưa ăn đó mẹ, đợi chút. Muốn một cái gì vậy, xin chào. Để con ăn cái, con nói cho má vợ nghe chứ con chưa có ăn được miếng nào hết chứ. À, để coi ai cắm cho con bốn con. Chúng mà tự của. Trời. Mai mốt mà ổng mà quay video mà không đó được, không biết ăn ớt là mọi người bóc phốt là dùm tiên nha. Mai mốt. Mình thích rồi. Yeah. Mai mốt, mình thích rồi, mình thích rồi. Mốt đừng có nói mà không ăn được cay, không ăn ớt rồi nha mọi người. Không mà. Trời, không mình mà bóc. Ngon lắm. Vậy hút nước, hút nước. Mình chọn lên. Rồi, ngon mà. Cái gì vậy đêm nhiều. Ôi, nêm nếm gấp vừa ăn nha má. Hết chưa? Đậu. Đậu rồi, 10 điểm. Tết chưa? 10 점 만점에 10 점을 못 주고 8 점? 저, 어, 저거 8 điểm 아 저거 많이, 많이, 많이 준 거다 이거도 8 điểm là cho còn nhiều rồi đó, cho còn trả giá nữa chứ. Nhịn nha con. 8 점 주면 타면 안 해준다. 안 해줘요. 아니 10점을 좀 아니 가게를 차려야 된다. 근데 아, 8점 준 거야. 그래도 망랑 했나? 아, 안 먹. 아니 일단은 그럼 chai ở tỉnh Trường Nam. Ở phía Nam này mọi người không có biết miệng mồm hết trơn á. Phải gặp người ta bình thường là cứ leo lẻo là 10 điểm, 10 điểm, 100 điểm rồi. Đây mà còn trả giá xuống còn 80 nữa. Ngon mà. Gạt mặn rồi thì nước mắm thêm. Hả? Ok. Mà xích chi nè, cần giống gì? Ông hỏi tiền ngon không? Nó ngon chứ, ngon. Dám, dám chứ không ngon nhưng mà ngon thiệt mà. Chim nước mắm vô. Ấy chắc nữa rồi á. Ấy chắc nữa rồi á. Nhìn nên đâu có. Ấy chứ không làm cái gì. Anh ấy chứ xin gồm à. À xin gồm à. Ấy. Nó cái gì. Tắt hết thôi. Mẹ Tư làm tô nhiều cũng cũng tô nhiều cho hả. Xin gồm tôi thêm cả. Vậy sao mẹ. Cái cũng ngay nhiều chứ. Làm tô nhiều ăn cái no. Ông chồng thì ông nói á, ăn lạc lạc để cho tốt sức khỏe mà có thấy miếng nào cũng chấm chứ, chấm không bỏ miếng nào chứ. Cái miệng thì giờ nói ăn lạc lạc để cho đỡ bệnh mà cái tay thì chấm lắm. Rồi thấy không đó. Thấy mình có ổn hay không? Lời nói cái hành động nó không có đi đôi nghe, nó không ăn nhập hết trơn á. Người ta ăn với mắm tôm mà mình không ăn mắm tôm. Cô gái nghe mà thôi.
밥 보게 주셔서 감사합니다. 너무 감사합니다. 나도 món hương vị quê hương cho ông ăn. 갑자기 시장이 생각나네. 먹으니까. 이 là ông nhớ tới lúc mà ở dưới quê đang bún á. Maxa. Hè năm nay thì cả nhà của Tiên không có Việt Nam chơi, tại mấy đứa nhỏ nó nghỉ hè có được mười mấy ngày mọi người. Nên là ông Đông phải đợi Tết ông mới được về Việt Nam ăn bún tiếp. Ờ, mềm mềm. Cay quá à? Đâu cay lắm anh ta. Ông đâu Việt Nam mà. Ở Việt Nam à? Thấy ớt hàng. Ở Việt Nam thấy ớt hàng. Ớt cặp thử. Một phần. Nhìn tao nó hết ngoan. Những cái đau, cái ớt gì. Rêu nguyên chả. Vâng. Vâng. Mang thế, y cô chú cả Việt Nam cô chú y nhà bộ mút mô nịch cả. Mắt thế. Hàn Quốc cô chú ở như thế. Việt Nam mẹo. Quân sung y cô chú. Cô chú y thế. Quân sung y cô chú. Ồ, quân sung y cô chú. Cô chú. Ai. Không bao đâu ông cũng ai. Nhưng mà không, nhưng mà mình gặp lại bữa trưa rồi. Nhưng mà mẹ tôi nói đúng rồi, cái ớt này ở miền Tây Tiên gọi là vậy, mà mọi người dân giả miền Tây thì mấy thím hay gọi như vậy. Chẳng muốn gì. Thánh thần ơi, tự nói tự cười luôn. Mấy chiếc đồng hồ ưu sơ mình hợp thơm ăn ơ. Ôi ưu sơ mình gần đây các chiếc bình đồng đây. Chào mừng. Này tôi tớ bún riêu à. Ừ, ăn mệt rồi. Ăn đi. Trời ơi, ăn có nhiều sức để tập gym rồi. Hết sự trang đó nhìn mình tắm đi chân mạnh đi phía đâu hè. Cái mồi này ăn ngon. Cái mồi này ăn bữa nào ở nhà không có đồ ăn, mọi người mua cái hộp cá mồi này về. Ăn không thì hơi mà cũng ngon lắm á. Thật sự luôn á. Hộp này đập 2-3 cái trứng bỏ vô. Kho chung. Mua bánh mì về chấm cái nhớ cái nắp rồi. Còn thấy ăn cơm trắng cũng ngon. Trời quá trời ứ hự rồi. Ba đối thủ có vẻ ngang tài ngang sức. À chụp ta. Đang trời đang nóng mà ăn cái món như sông hơi luôn trời. Chụp kia. Ờ, giờ bữa tắm hơi nữa không mẹ? Cái này con sẽ kêu người ta, con sẽ đặt lịch cho người ta kỳ hòm cho mình. Ở trong đó có dịch vụ kỳ hòm luôn, mình chỉ cần nằm thôi, người ta sẽ kỳ hòm từ trên xuống dưới, đắp mặt nạ cho mình trong lúc kỳ luôn.
nằm yên, người ta massage kỳ hòm cho mình rồi đắp mặt nạ cho mình luôn mọi người. Một người là hình như là khoảng như vậy 50.000 won hay là 40.000 won một người. Là người mình sẽ nằm cho người ta kỳ hòm cho mình khoảng một nửa tiếng hay một tiếng gì lâu á, không nhớ. Nửa tiếng tầm 45 phút. À, hình như có gói gì mọi người ơi. Có gói 45 phút, gói là một tiếng gì. Mấy cái cô mà làm ngày mà ăn phở gần cái nhất nít. Làm trong đó là mình mấy bà không bao giờ khô. Tại vì mấy bà mặc đồ nhọt như mặc đồ bơi vậy mọi người. Đứng trong cái chỗ đó là kỳ hòm cho hết nhưng là tới người khác xong mày dội nước các kiểu rồi nên là cái mình lúc nào cũng phải ướt. Mấy bà sẽ ướt nhẹp từ sáng tới chiều. Chừng nào hết là mày thôi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ai? Ai đã gãy nên ông nội này? Nụ cơ của đất rồi. Hai mươi năm ăn sắp mắc nghẹn luôn. Nó nhầm luôn mất tiếng cút mệt đâu. Chơi làm phim à? Bữa ăn bắt ổn quá. Chứ tôi có một tách người thế nào. Ăn chứ, đừng có chổi tay. Thôi khỏi đó mẹ. Ủa bà hết chị? Mà ủa bà sao đi nửa lít chị? Ờ, chưa hết xin mít đó. Ờ, ổng á, ổng á. Chưa hết rồi, chưa hết rồi, chưa hết rồi. Về, về, về. Tự mình làm mà tự mình sợ, tự mình mắc muốn mắc ngang luôn. Cái 너무 웃겨 가지고 내가 이게 받치고 먹는다고. 제가 했어요. 아, 장문 기분 나빴습니까? đặt đóng cái mặt bàn mới rồi mà người ta chưa có giao. Đặt đóng rồi. Quá trời hơi hự. Hết nổi. Này cũng tự mình ấy nè. Tự mình làm cho dữ dằn lên như ứ hự luôn. Ta làm vừa thôi vậy mà đòi đi mở quán bán. Ta nói nấu được món nào là đòi mở quán bán món đó. Cho người ta ăn cho no, ta ăn là người ta ở người ta nghỉ ăn. Thì con nói rồi, mày bán một tháng sau là mày rất là có lời. Lời ra tiếng lại á, lời qua tiếng lại á. Tăng với lại là lời luôn là tiền bán đồ dùng nồi niêu son chảo đồ đó. Với cái xe bán bún rồi đó. Có lời. Dễ ăn ngon quá, hết đồ luôn. Mà đông mà ông không có về Việt Nam thì bún đâu mà ăn trời. Nên làm sao? Biết gì, biết không kì mà ra bụng mà kết tỏ. À, à rồi. Không có về Việt Nam thì bún đâu ăn trời. Wow. Mình nghĩ đó. Đã đang kêu là anh ấy cúc sùa thì ít chỉ cần một đường kiều thì sợ. Ở đâu có bún Việt Nam ăn đâu chị. Nên mà mình nghe mình chứ. Cái này là đang kêu đâu anh ấy mà ít hơn cúc sùa mồng mà cúc sùa chân à. À nhiều cái này anh ấy mà. Có mắt chị. Là cảm ơn tiền mới đúng. Ông phải cảm ơn tiền thực sự là ông phải cảm ơn tiền rất là nhiều luôn. Sáng gì thôi nè. Nhà này giờ ăn món Việt Nam không? YouTube bảo đấy, mới tài những cái nhà. Sao của nó giờ bây giờ Tiên sẽ ăn hết chứ không phải là không nha, tại vì mẹ Tư để cho mẹ Tư ăn từ từ nha mọi người. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên nha, bạn nhấn chuông like và comment ủng hộ cho kênh. Dì Quân TV và chào Facebook Phạm Thị Kiều Tiên, tạm biệt mọi người. Cảm ơn.